Xin chào quý luật sư đồng nghiệp, xin chào các anh chị em, các bạn với Linh. Hôm nay nhân ngày luật sư Việt Nam ngày 10 tháng 10 năm 2024, Linh xin gửi lời chúc đến quý luật sư đồng nghiệp của chúng ta một tình yêu dành cho nghề nghiệp, một sự hạnh phúc khi đón nhận lời khen, lời cảm ơn từ khách hàng của chúng ta, một sức khỏe mạnh mẽ, dẻo dai để chúng ta hành nghề giúp ích cho nhiều người hơn nữa. Dạ, nhân các clip này, hôm nay Linh xin chia sẻ một cái quy định mới về người đi xe gắn máy cần phải làm gì. Mong mọi người được đón nhận nha. Hôm nay là Linh sẽ chia sẻ với các bạn, các anh chị em mình một cái quy định mới mà không mới đâu. Từ tháng 1 2024 đến bây giờ có lẽ nhiều người cũng biết, và có lẽ nhiều người biết nhưng chưa thực hiện triệt để, hoặc cũng có nhiều người chưa biết, đó là chúng ta khi đi xe gắn máy thì phải đội mũ bảo hiểm cho xe mô tô gắn máy. Đó là quy định của pháp luật. Tiếng Việt mình là nón bảo hiểm, miền Nam của mình gọi là nón bảo hiểm, nhưng mà quy định trong cái thuật ngữ là gọi là mũ bảo hiểm dành cho xe máy, xe mô tô. Thì cái mũ bảo hiểm đó nó sẽ như thế nào? Nó sẽ có gắn cái tem kiểm định ở đây. Khi mà nhập khẩu hải quan á, thì bên hải quan họ yêu cầu mình phải có cái tem kiểm định, nếu không á, thì họ không cho nhập khẩu. Cho nên đó là quy định rất là gắt gao. Các anh chị em khi mà mua nón bảo hiểm xe gắn máy á, thì mình nên đến cửa hàng uy tín có đảm bảo chất lượng và cái danh tính của họ, cho nên là chúng ta sẽ truy cứu lại được. Nếu như mà mình mua ở một cái nơi trôi nổi không có cái dán cái tem này á, thì khi cảnh sát họ bắt mình lại á, thì mình sẽ phải đóng phạt thôi. Có khi có những cái mũ bảo hiểm họ có vài cái tem ở đây, cho nên là điều đó là tốt, mà mình nên mua ở một cửa hàng có tiếng rồi, hoặc là họ đảm bảo chất lượng ở tại một cái chỗ nào đó thì họ không thể nào họ bỏ chạy ha. Cái phạt quy định là chúng ta sẽ phải đóng từ 400 đến 600 ngàn. Thông thường thì cảnh sát giao thông họ sẽ phạt cái mức giữa, tức là họ lấy 400 cộng với 600 chia 2, 400 cộng 600 là 1 triệu, chia đôi là 500 ngàn. Thì chúng ta có thể yêu cầu cảnh sát giao thông phạt đưa biên lai tại chỗ. Thì khi đó chúng ta sẽ mất hết 10 tô phở bình thường, hoặc là 5 tô phở thố đá. Còn mua thố đá, ăn thố đá ở đâu ngon thì liên hệ lên Linh chỉ cho. Rồi, đó là mọi người nên phải đội nón bảo hiểm dành cho mô tô xe máy khi đi xe máy. Còn đi xe đạp thì sao? Đi xe đạp thì mọi người nên đội nón bảo hiểm cho xe đạp. Thì khi đó chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, tự do, cảm thấy là cái nón này nó đảm bảo an toàn, và chúng ta lái xe nó sẽ cảm thấy thoải mái, chuyến đi chơi của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn, sẽ vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn. Ví dụ như Linh thích cái nón này thì khi đó cái nón của Linh đội vào sẽ trông ngầu, đúng không? Không ngầu thì cũng là phong cách, một cái phong cách thời trang đây đó. Đấy là cái mà Linh thích nhất đó. Linh có thể đội một cái nón ngầu cũng được, nhưng mà mình tùy cái môi trường mà mình đội. Ví dụ như mình đi đua, mình đi chơi trong rừng á, thì mình đội cái nón này. Còn mình đi đạp xe đường phố thì mình đội cái nón màu hồng này cho nó ngầu, cho nó xinh chẳng hạn. Đấy, thì hiện nay chúng ta chưa có một cái quy định về việc là người đi xe đạp phải đội nón bảo hiểm dành cho xe đạp. Nhưng mà đối với những anh chị em khi mà tổ chức những cái tour xe đạp á, thì mọi người sẽ bắt buộc phải đội nón bảo hiểm dành cho xe đạp. Bởi vì nó sẽ đảm bảo tính an toàn, khi mọi người có lỡ té ngã thì không có bị va chạm đầu, thì nó sẽ có một cái sự an tâm nhất định nào đó. Nói chi tiết nữa, nói nhiều nữa thì Linh sẽ chia sẻ ở nhiều cái clip tiếp theo. Nhưng mà hôm nay Linh chỉ nói chủ yếu là nhắc nhở mọi người là khi chúng ta đi xe gắn máy thì chúng ta phải đội nón bảo hiểm dành cho người đi mô tô xe máy, chứ đừng đội nón bảo hiểm dành cho xe đạp nha mọi người. Nhớ nha, nhớ chứ tự nhiên mất đi 10 tô phở uổng lắm nha mọi người. Còn nón bảo hiểm xe đạp á, thì liên hệ Linh tư vấn cho một cái nón ưng ý nha. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe, và chúc mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.